Mến chào quý anh chị, hôm nay em lại tiếp tục gửi đến quý anh chị mình một cái mẫu nhà được nằm trong một cái khu dân cư đã quy hoạch bài bản rồi nha quý anh chị. Đường trước nhà cho mình là cái đường nhựa lên tầng 8 mét luôn, và mỗi bên lề rộng cho mình 3 mét nha. Ở đây thì người ta gọi là khu dân cư Pháp Hải, gần chợ Bình Chánh luôn. Đường chính thì mình đi ra đường 835, mình di chuyển ra chợ Bình Chánh thì mình đi đâu đó mất khoảng 5 phút mình đi xe máy. Và cái mẫu nhà ngày hôm nay với diện tích là ngang 5 mét, chạy sâu vào sẽ là tận 18 mét. Được xây dựng là một trệt một lầu, nó có 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước, sân sau cho anh chị mình rất là thoáng mát nha. Hướng nhà của mình sẽ là hướng Tây nha quý anh chị. Cái căn này với pháp lý sổ Hồng Viên được bán với một cái mức giá tổng luôn, chỉ đúng 3,2 tỷ thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ để phục vụ đến anh chị mình. Và toàn bộ nội thất trong căn nhà bên đơn vị gia chủ có nói với bên đơn vị em sẽ tặng full cho cô chủ anh chị mình luôn, với cái mẫu thiết kế hiện đại nhất năm luôn, cái kiểu mái Thái rất là sang nha quý anh chị. Cái mẫu này hiện đại thì bán rất là thịnh hành luôn. Cái đường trước nhà của mình á thì có thể là hai chiếc xe tải chạy né nhau vẫn được nha quý anh chị. Ở đây thì trong đây á, khu dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất rồi. Về đây quý anh chị mình ở không sợ buồn không sợ quắn nha. Ở đây á mà quý anh chị mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút thôi đó. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dễ đi dễ tìm. Và đây là cái vỉa hè trước nhà mình thì bên đơn vị em cũng đã lót gạch rồi cho nó rất là sạch sẽ nha. Điện nước thì cũng đã vào chính thức rồi nha quý anh chị. Và mình di chuyển vào bên trong sẽ cho mình là một cái lớp cửa cuốn nha. Ở đây sẽ có một lớp cửa cuốn, quý anh chị mình có thể bấm lên bấm xuống nha, để em bấm cho quý anh chị xem nha. Đó, rất là tiện nha quý anh chị. Ở đây thì có xài đồ mót nữa. Và mình di chuyển vào sau bên trong sẽ là một cái phản sân trước cho gia đình mình. Cái sân này á thì bên đơn vị em ở phía trên thì bên đơn vị em đã đổ suốt cho anh chị mình luôn, có những bóng đèn lon và một cái bóng đèn chùm đi những cái bức tranh 3D cực linh rất là sang nha quý anh chị. Đó, tường á thì bên đơn vị em có đi những cái chỉ viền nè, hãy bước vào trong căn nhà rất là sang luôn. Và mình di chuyển vào sau bên trong nữa sẽ là lớp cửa thứ hai, đây là lớp cửa nhôm xung pha với kính là kính cường lực nha. Và bên đơn vị em sẽ tặng quý anh chị mình một bộ bàn ghế sa lông cao cấp ở khu vực ngay phòng khách luôn nha quý anh chị. Bộ này rất là sang luôn nha. Tường hai bên thì bên đơn vị em cũng đã ốp PVC giả đá giả gỗ rồi nên cực kỳ là mát. Ở khu vực bên đây thì bên em có lắp đặt hệ thống kệ tivi cho anh chị mình nè, nó nhìn rất là sang nha. Ở trên thì hệ thống trần thạch cao nguyên khối, có một cái bóng đèn chùm cổ điển, nó nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Có đèn và đèn dây thắp sáng hết cái không gian căn nhà rồi nha quý anh chị. Qua mình di chuyển xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp. Thì trước khi xuống không gian bếp, bên đơn vị em thiết kế cho quý anh chị mình ngay có một cái tủ dược hộp ở ngay trên cầu thang, về quý anh chị mình có thể trang trí thêm đó. Và đây sẽ là một cái bộ bàn ăn 6 ghế cho anh chị mình, bộ bàn tròn nha quý anh chị. Khu vực đây rất là sang luôn, cái bộ bàn ghế này cực kỳ là bền. Hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới đã lắp đặt đầy đủ cho quý anh chị mình, mặt đá hoa cương nè. Ngay khu vực đây á thì vẫn có hệ tủ giật hộp cho anh chị mình luôn nha. Hệ thống trần thạch cao ngay không gian phòng bếp sẽ cho quý anh chị mình một cái không gian quạt trần, nên không khí ngay cái bếp đó quý anh chị luôn luôn vào cũng mát và thoáng luôn nha. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ cho anh chị mình một cái không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi nha quý anh chị ơi. Đó, gạch thì ốp tạm lên cao nè, có giò tắm 3 chế độ nè, khăn kệ để móc khăn đầy đủ rồi. Ở trên vẫn là trần thạch cao luôn. Bồn rửa mặt nè, đèn gương đầy đủ nha quý anh chị. Đó. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ là một cái sân sau cho anh chị mình để lấy gió trời. Cái sân sau đây khá là rộng. Giờ quý anh chị mình cũng có thể làm thêm một cái mái che để nắng che mưa. Ở ngoài đây á quý anh chị, bên em cũng ốp gạch lên cao luôn nên cực kỳ là sạch sẽ nha. Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến mẫu nhà ngày hôm nay. Bên đơn vị em bán với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn nha quý anh chị, chỉ đúng 3,2 tỷ thôi mà vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ luôn, được tặng full nội thất nữa, tìm đâu ra quý anh chị. Nằm trong một cái khu dân cư quy hoạch đã bài bản rồi. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 25 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi, dễ đi dễ tìm nha quý anh chị. Và giờ mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, bên đơn vị em sẽ thiết kế cho quý anh chị mình lên tầng 3 phòng và một cái không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đó, và mình di chuyển xuống đây sẽ là một cái phòng ở cuối dãy nhà. Cái phòng này cực kỳ là rộng luôn, cho anh chị nào mà thích tủ quần áo, tủ trang điểm hoặc là giường to gì đó thì mình có thể tận dụng ở cái phòng này cực kỳ là rộng nha, mình để tha hồ luôn.
Trong phòng này á cũng đầy đủ tiện nghi hết rồi nha quý anh chị, như là ống đồng cây tràm đã làm sẵn nè, đèn lo full đầy đủ. Ở trên tràm á bên em để cho quý anh chị mình một tranh 3D có một con chim mặt trời may đồ cực kỳ là chắc là sang luôn nha quý anh chị đó. Và cái không gian cửa sổ ở đây á quý anh chị, mình có thể ngắm ra được cái phía đường ở phía sau nhà mình luôn. Ở đây thì trong cái một cái khu dân cư đã quy hoạch bài bản rồi nên dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất. Về đây quý anh chị mình ở không sợ vắng sợ buồn nha. Và ở đây á quý anh chị mình đi chợ trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động rồi đó, mình đi trong vòng bán kính khoảng 500m thôi là quý anh chị mình cũng có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Kế tiếp nữa sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh cũng y chang như cái không gian nhà vệ sinh tầng trệt dưới nha quý anh chị, đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt nha. Và mình di chuyển qua đây nữa sẽ là phòng thứ hai trên lầu cho anh chị mình. Ở phòng đây cũng khá là rộng, đầy đủ hết rồi, dây chờ nó lạnh nè, đèn full đầy đủ cho anh chị mình luôn. Cửa nhôm nha quý anh chị. Và hướng nhà của mình là hướng tây nha. Quý anh chị nào đang cần tìm nhà hướng tây thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho quý anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà. Và đây là phòng thứ ba ở trên lầu đó, phòng này cũng khá là rộng nha quý anh chị. Ở trên là trần cao, vẫn có một cái bức tranh 3D cực kỳ là nổi bật cho cái phòng của mình. Và mình di chuyển ra đây nữa sẽ là một cái ban công dài xuyên suốt cho căn nhà mình nha quý anh chị. Ra đây thì mình cũng có thể ngắm được toàn cảnh hoặc xung quanh luôn, nó rất là tiện luôn. Ở đây thì về đây quý anh chị mình ở không sợ buồn. Trong đây là một trong một cái khu dân cư đã quy hoạch bài bản rồi, điện nước đầu đầy đủ, có công viên vỉa hè cho quý anh chị mình ban chiều về có thể đi tập thể dục đó, hoặc là mình có thể đổi không khí, mình đi lạo bộ một vòng cũng rất là vui luôn nha quý anh chị. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển xuống không gian tầng trệt, em sẽ lại nói lại giá và vị trí chính xác nha. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái không gian trong căn nhà và cái con đường đi vào nhà rồi, thì em cũng xin được phép nhắc lại với ngôi nhà của mình, diện tích là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là tận 8m nha quý anh chị. Ngôi nhà của mình sẽ là được xây dựng là một trệt một lầu, nó có tặng 3 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước sân sau lấy cho trời cực kỳ là mát luôn. Hướng nhà của mình là hướng tây nha quý anh chị. Căn này thì được gần chợ Bình Chánh nha. Ở đây thì mình đi ra chợ Bình Chánh đi đâu đó tầm khoảng 5 phút mình đi xe máy thôi. Và trong khu đây người ta gọi là khu dân cư Pháp Hải nha quý anh chị. Căn này trong đây thì đã quy hoạch bài bản hết rồi, điện nước thì cũng đã vào chính thức. Với ngôi nhà của mình là pháp lý sổ Hồng Riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 3.200.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ luôn và được tặng full nội thất cơ bản cho quý anh chị mình rồi nha. Và xem đến đây rồi quý anh chị mình có muốn đi xem nhà thực tế thì hãy gọi ngay qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định về đây xem và trải nghiệm cái mẫu nhà ngày hôm nay. Cái mẫu nhà của mình là mẫu nhà mới 100% nha quý anh chị, được xây dựng là riêng lẻ nha, tường riêng, cọp riêng, đà riêng, cái gì cũng riêng hết luôn nha quý anh chị, được thiết kế theo cái kiểu mái Thái cực kỳ là sang nha. Và xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây, em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.